Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Chế Linh tên thật là Giam Len, Trà Len, tên Việt là Lưu Văn Liên, sinh ngày 3 tháng 4 năm 1942 tại Pahamutanjan, nay thuộc làng Hữu Đức, xã Phước Hữu. Ông là nam ca sĩ người Chăm nổi tiếng với dòng nhạc vàng từ thập niên 60, giọng hát làm say đắm bao người hâm mộ. Ở tuổi gần 80, Chế Linh vẫn làm rung động bao con tim mỗi lần xuất hiện, nhưng ít ai biết ông có một đời sống nhiều trắc trở, u sầu. Chế Linh là người gốc Chăm. Vào những năm đầu thập niên 60 của thế kỷ trước, ca sĩ Chế Linh nổi lên như một ngôi sao mới lạ. Chế Linh, với bút hiệu Tú Nhi, đã cùng với nhạc sĩ Bằng Giang sáng tác những ca khúc nổi tiếng sau này: Đêm Buồn Tỉnh Lẻ, Bài Ca Kỷ Niệm, Đến Bước Cô Đơn. Và Chế Linh đã tìm ra được con đường riêng trong âm nhạc, đó là sẽ hát cho tình yêu đôi lứa, tình yêu của lính, và hát dòng nhạc gần gũi với đời sống của người nghe nhạc phổ thông. Với những thành công nhất định, trải qua rất nhiều khó khăn, 22 tuổi, Chế Linh ra mắt album đầu tiên mang tên Vùng Biển Trời Và Màu Áo Em, với rất nhiều bài hát đã sáng tác và đi vào lòng người. Giọng hát của Chế Linh có sự mùi mẫn đặc trưng trong những ca khúc thời trang, đại chúng, dễ đi vào lòng người. Chế Linh là một trong bốn giọng nam nổi tiếng nhất nền bolero thời kỳ đầu. Ông từng được xếp vào hàng tứ trụ nhạc vàng cùng với Duy Khánh, Nhật Trường, Hùng Cường. Tuy nhiên, trong tứ trụ đó, chỉ có duy nhất Chế Linh còn đi hát bền bỉ tới tận bây giờ và vẫn được đông đảo công chúng ngưỡng mộ. Dù đã gần 80 tuổi, nhưng các đêm diễn của Chế Linh trong và ngoài nước khán giả vẫn đến êm đông và tiếng hát của ông vẫn còn rất sung mãn. Với cách hát đặc trưng của mình, Chế Linh chính là tượng đài để nhiều ca sĩ đi sau ảnh hưởng cách hát. Điển hình một giọng ca mới nổi tại hải ngoại những năm gần đây, ca sĩ Đa Nguyên hay nhiều ca sĩ vị khác cũng ảnh hưởng cách hát của ông khi thể hiện các ca khúc của nhạc vàng. Đời sống hôn nhân và tình cảm của Chế Linh cũng vô cùng đặc biệt, 21 tuổi cưới vợ và lần lượt sinh 5 người. Còn vì những mâu thuẫn phát sinh, Chế Linh và vợ đầu chia tay nhau, nhưng sau đó ông lại sớm kết hôn với chính em gái của vợ trước. Trước những lời bàn tán thậm chí là chỉ trích về tình yêu với người em vợ, Chế Linh từng giãi bày: mọi người cho rằng đây là chuyện hy hữu, nhưng xét theo quy luật tình cảm, tôi thấy bình thường. Tôi sống chung với gia đình vợ cả, gặp gỡ với người em nhiều nên tình cảm đã nảy sinh từ sự gần gũi. Khi xảy ra những chuyện không hiểu nhau với người vợ đầu, tôi có em gái vợ là người chia sẻ và chúng tôi yêu nhau, tưởng rằng sẽ vượt qua những rào cản, những khắt khe của mọi người. Cuộc tình thứ hai sẽ bền chặt, nhưng đáng tiếc nó cũng kết thúc sau 3 năm gắn bó. Nổi tiếng đào hoa và sát gái, nhưng khi kết hôn lần thứ ba, danh ca bảo buộc phải dùng chiêu bài bắt cóc và gạo nấu thành cơm để ép gia đình nhà gái đồng ý. Tuy nhiên, người vợ thứ ba cũng chẳng sống gần Chế Linh bao lâu. Người phụ nữ ấy không may qua đời vì căn bệnh hen suyễn, để lại nhiều tiếc thương. Trong một lần trò chuyện với Vietnamnet, danh ca Chế Linh bảo khoảnh khắc tạm biệt người phụ nữ này mãi ám ảnh trong ông bởi giây phút chia xa vĩnh biệt. Nam ca sĩ hát ca khúc một lần cuối, trong đó có những câu day dứt khôn nguôi: anh hát cho em nghe, anh hát cho em nghe, một lần cuối cùng, rồi thôi, anh chết trong mắt em, anh chết trong mắt em, một lần cuối. Như những lần đó, xa xôi, anh khóc trên vai em, anh khóc trên vai em, một lần cuối, một lần cuối, một lần cuối cùng, để con thấy lòng du lần cuối, một lần cuối cùng thôi. Em ơi, 3 năm sau đó, Chế Linh bị vẻ đẹp và sự chân thành của cô gái hàng xóm tên Vương Nga, lúc đó 18 tuổi, đốn tim. Không ít người đặt dấu hỏi về chuyện tình thứ tư của Chế Linh liệu sẽ kéo được bao lâu. Nhưng sau những đổ vỡ, có lẽ ông Hoàng Bolero cũng có những bài học và kinh nghiệm cho riêng mình. Hơn nữa, sự điềm tĩnh và nhẹ nhàng của người vợ thứ tư như một dây cương mềm mại để Chế Linh trở nên trầm tĩnh, chỉ tập trung vào ca hát. Chế Linh bảo, làm vợ một nghệ sĩ, bà Vương Nga hiểu những khó khăn của chồng. Ngay từ khi lấy ông, bà Vương Nga đã ý thức được rằng chồng mình không chỉ là của riêng mình mà còn là của công chúng. Chính vì thế, không ai bị buồn phiền vì ai hết. Có thể thấy cuộc sống của Chế Linh và bà Vương Nga gần 40 năm qua là minh chứng cho tình yêu của danh ca dành cho người vợ trẻ. Ngược lại,
Bà Phương Nga là người hỗ trợ tinh thần cho ông về mọi mặt, chính cuộc sống hạnh phúc và yên ấm bên người vợ thứ bốn. Tốt đẹp nhiều năm qua nên Chế Linh như tiếp thêm năng lượng để sự vui vẻ trong cuộc sống, giúp giọng hát ông truyền cảm, nồng nàn êm ái và đủ sự lay động mỗi khi hát về những nỗi cô đơn, buồn tủi. Nhiều bầu show ở hải ngoại đã gọi về Việt Nam để nói chuyện với Chế Linh khi nghe tin ông bất ngờ qua đời. Ngày 20 tháng 3, tin đồn nam ca sĩ Chế Linh đã qua đời ở tuổi 80 gây xôn xao dư luận. Được biết, tin đồn này xuất phát từ cộng đồng người Việt tại California, Mỹ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.